chủ đề đội hình đội ngũ, bài ôn tập tư thế đứng nghỉ, tư thế đứng nghiêm, động tác quay trái, động tác quay phải, động tác quay sau, dậm chân tại chỗ, đi đều vòng phải, đi đều vòng trái, đứng lại. Yêu cầu bài học, các em nắm được đúng động tác nghỉ, nghiêm, quay trái, quay phải, quay sau, dậm chân tại chỗ, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đứng lại. Phần mở đầu. Trước khi bước vô bài học, các em bước khởi động. Hai tay chống không, xoay cổ. 4 5 6 7 thôi.
phần cơ bản. Các em cùng nhau xem tranh tư thế nghỉ. Tư thế đứng nghiêm. Động tác quay trái. Động tác quay phải. Động tác quay sau. Nghỉ. Cùng xem thầy thực hiện. Bên trái. Quay. Bên phải. Quay. Bên phải. Quay. Bên trái. Quay. Đằng sau. Quay. Đằng sau. Quay. Động tác dậm chân tại chỗ. Động tác dậm chân tại chỗ, đứng lại. Các em dậm cùng chân xem chỗ. Thầy thực hiện. Dậm 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. Đứng lại. Đứng 1 2. Các em cùng nhau xem tranh đi đều vòng trái. Bước 1 2 1 2 1 2. Bên trái. Bước 1 2 1 2 1 2. Đứng lại. Đứng 1 2. Các em cùng nhau xem tranh đi đều vòng phải. Xem clip thầy thực hiện. Đứng lại. Đứng 1 2. Các em cùng tập với thầy nhé. Tiếp theo là phần kết thúc. Bây giờ các em thực hiện động tác thả lỏng với thầy nhé. Chúng ta nên quyết tâm từ xa để dịch bệnh không bùng cháy lên.
Các em ở nhà nhớ ôn lại các động tác đã học. Chúc các em học tập thật vui.